Chào mừng các bạn đã quay trở lại với đồ chơi công nghệ. Đấy, và hôm nay mình sẽ chia sẻ về con phím endgame của mình. End con này, tức là mình sẽ không mốt gì thêm nó nữa, tại vì mạch hàn luôn rồi các bạn ạ. Và nếu như bạn nào mà theo dõi cái kênh đồ chơi công nghệ này của mình từ cái thời lúc mình mới quay trở lại làm kênh á, thì các bạn cũng biết mình đã từng làm về con KBD75 này rồi. Thế nhưng đây lại là một cái phiên bản khác hoàn toàn, khi mà mình đã thay vào đây con Switch mới. Con này là con C3 này, Banana này, một trong những con clacky mang lại cái hơi hướng tiếng clacky rất là vui tai, đặc biệt là kết hợp với mấy con keycap ABS này, tiếng nó đanh lắm. Thế nhưng mà trong cái video này thì mình muốn chia sẻ, một là cái con này mình làm những cái gì, mình thay những cái gì, và hai nữa là mình cũng muốn cho các bạn thấy rất rõ được cái sự khác biệt của hai cái profile keycap mà có thể nói là các bạn đang quan tâm hiện tại rất là nhiều. Đó là Cherry ABS Double Shot và SA ABS. Cũng làm dạng kiểu Double Shot nhưng không phải là Double Shot, tại vì đây đều mấy set clone thôi. Đấy. Thì mình sẽ muốn cho các bạn xem là cái sự khác biệt giữa những cái profile keycap như thế thì nó ảnh hưởng nhiều như thế nào đến cái trải nghiệm gõ cũng như cái âm thanh khi các bạn gõ. Ok, nói chung là vào đây mình chia sẻ kỹ hơn cho. Rồi, thế thì quay trở lại thì đây là KBD75V2. Và các bạn cũng biết là KBD làm mấy con này thì nó chất lượng cứ phải gọi là thôi rồi luôn. Đây, các bạn thấy này, mình ở bên trong thì lót cao su non để mà cho nó đầy đặn hơn được cái phần case. Và các bạn thấy độ nghiêng này, nhìn bên dưới mỏng dính, trời, đẹp vãi chưởng luôn. Và các bạn thấy không, 200 củ chỉ làm nên thôi. Đấy, đấy, đồ chơi công nghệ đấy, 200 củ chỉ để làm nên thôi. Ok, đó. Thì cái KBD75V2 nó có một cái hay á, là chúng ta sẽ có một cái giải mica ở đây này, để giúp cho nó tỏa cái phần led gầm sang cái phần viền hai bên, nhìn, à không, chạy xung quanh luôn chứ. Nó khá là đẹp và ấn tượng, và đấy là một trong những điều khiến cho mình đến với cái con bàn phím này. Bên cạnh đó thì mình đang có ở đây là plate đồng nhá. Đấy, bóng loáng đẹp, mình cũng lười gỡ các thứ này ra, em mong các bạn thông cảm. Mình đang gắn ở đây là cái set này là set gọi là gì nhỉ? Jamon, anh em hay gọi là CMK đấy, tại vì nó clone lại cái colorway, cái màu của bên GMK. Và con này thì cũng là như ABS Double Shot, đây các bạn có thể thấy này. Đó. Bên trong trắng này, đấy, bên ngoài thì là màu. Đấy, Double Shot các thứ. Thì lát nữa mình sẽ nói đến cái này sau, nhưng mà cơ bản thì mình lắp cái này. Và cái nhân vật chính đó chính là C3 Banana Split. Đó. Thì con này nó là một con, chờ mình tí mình lấy con Switch. A few moments later. Ta-da! Đó, đây là C3 Banana loop rồi, phim rồi. Đấy, hồi đấy mình mua bị nói chung là bị flip giá lên hơi kinh. 20.000 một con các người anh em ạ. Yên tâm, mình sẽ để cho các bạn một cái link order phía bên dưới. Bạn nào mà thích thì có thể đặt hàng sớm. Mình sẽ mang về một mức giá có thể nói là hủy diệt. Đấy, bạn nào muốn mua thì cứ bấm theo cái đường link đấy nhá, để các bạn biết mức giá cụ thể hơn. Đó, đây. Con này thì có một cái rất là xịn, đó là thứ nhất là 5 pin thì không nói rồi, lò xo vàng. Đó, lực nhấn 62g. Và cái housing này, pom này, đó, rất đâu rồi đấy. Các bạn thấy không? Nhìn rất là ưng. Phim rồi thì để thì nó mới chặt được cái phần top housing và phần bottom housing, và quan trọng hơn cả là nó gọn gàng hơn, nên nó không bị cái tiếng pẹp 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 nếu chẳng may mà cái phần nhựa của top này nó đập xuống cái phần bottom. Nghe tiếng clacky hay không? Gắn keycap. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Rồi. Nói chung đây cá nhân mình đánh giá là một trong những con mà mình thấy nhá. Tuy nó là 62g nhưng mà cái cảm giác khi các bạn gõ xuống á, nó mềm lắm, và nó nhẹ lắm. Thế nên là cảm giác rất là dễ chịu tay, và bởi vì lý do đó nên mình thích quá. Mình hàn luôn lên cái con này, cho dù lúc trước nó đang sử dụng cả Cherry Black Retooler nhưng mà đã burn in và loop cũng như là phim, gõ cũng cực kỳ là ngon rồi, nhưng mình vẫn thích cái cảm giác gõ con này hơn, thế nên mình hàn lên luôn vào ngay. Đó. Rồi tiếp theo nữa, cái quan trọng hơn cả là con này nó là mạch hàn các bạn ạ, thế nên là cái lúc mà mốt nó cũng hơi bị cực một tí, đó là mình phải dã hàn toàn bộ tất cả những con Switch cũ, sau đó mình hàn lại. Và hôm đó hai anh em mình với cả Khiêm làm mất tới nhà từ sáng đến tận 2 giờ chiều mới xong, khá là mệt. Bởi vì trong cái quá trình làm đó mình cũng sẵn tiện thay luôn một cái bộ staff khác. Mình thay vào đây là cái bộ staff của C3. Đấy, đấy, cái bộ staff của C3 này các bạn có thể thấy là housing và stem thì màu trắng hết. Và nói chung là white này, màu titan này nhìn rất là đẹp.
Tuy nhiên thì nói thật với các bạn là bởi vì mình tháo ra tháo vào nhiều quá, mình thay cái này thay kia, nghịch này nghịch kia, nên là staff bây giờ nó hơi bị cong quai rồi thì phải. Đấy, thực ra là mình hô le các thứ rồi mình lúc các kiểu, nên là không bị lộ cái tiếng ticking nhiều. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ đấy là tùy vào cái bộ keycap mình lắp nhé, thì nó lại tích hay là không, hay thậm chí là hướng. Ví dụ như đây, con này là mình lắp Profile Cherry. Cái space này của CMK thì nó thẳng lắm, nó không như GMK đâu. Không, cái đấy thì mình nói thật. Thế các bạn nghe nghe cái tiếng này, không hề có ticking nhé. Không có rattle gì cả, không có lọc sọc gì cả. Thế nhưng mà cái cảm giác lúc mà mình gõ xuống á, mình cứ cảm giác tiếng nó không gọn cho lắm. Mình không hiểu lý do vì sao mà nó khác hẳn cái cảm giác mình gõ bằng cái Profile SA. Bộ keycap quen thuộc. SA thì mình lót hai cái này vào đây cho nó bớt vàng, bớt đanh. Nhưng mà nói thật với các bạn là hiệu quả nó cũng không được nhiều đâu. Nó khác hẳn. Đó. Đọc xong rồi đấy. Tháo ra tạo bao nhiều quá mà. Đó, ok. Thế thì đấy, Staff C3 đấy. Còn những cái này thì rất là ngon. Đâu ra đấy, gõ sướng lắm. Thậm chí là mình còn mới tháo bỏ cái lớp lót phía bên dưới ấy, để cho cái tiếng space nó đanh hơn, nó hợp với cả cái gu clacky này hơn. Đó, và lát nữa khi các bạn nghe tiếng của SA với tiếng của Cherry này, các bạn cũng sẽ thấy chỗ nó khác nhau nhiều kinh khủng luôn. Đó. Đấy, và các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ ráp nó lại để cho các bạn thấy là hoàn thiện của con này nó sẽ như thế nào. Chứ còn KBD 75 như thế nào thì các bạn quen quá rồi. Và con này thì mình cũng sẽ chỉ có lót farm PCB ở đây thôi. Đấy, farm PCB này mình cũng chơi luôn ở farm Kasuno. Đó, cứng cáp. Mình không lót thêm farm BE, không gì cả. Mình không lót thêm tape mode gì cả, bỏ hết. Thực ra là hôm trước cũng có dán thử tape mode nhưng mình thấy nó cũng chả ảnh hưởng gì thêm nhiều, nên là thôi, bỏ luôn. Vì cái con này cơ bản là KBD nó đã build khá là đâu ra đó rồi, thì các bạn chỉ đơn giản là ráp lên là dùng thôi. KBD thì hoàn thiện những cái đó thì khá là xịn. Thực ra người dùng như chúng ta cứ chỉ đơn giản là lắp hết những cái mà họ chuẩn bị sẵn là ok. Và con này là chain mount, thế nên là PCB này, plate các thứ thì gắn chặt xuống cái phần đáy, phần cây đấy, còn phần top cây này đấy, mình gắn lên, sau đó mình lật ngược lại để gắn nốt mấy con ốc vào đây, thế thôi, dễ mà. Các bạn thấy không, phía của mình toàn màu đỏ. One hour later. Ta-da! À, vậy là mình đã ráp lên xong. Đấy, các bạn thấy không? À, bây giờ thì từ từ mình sẽ muốn nói về cái set keycap này trước. Cái set này là set kiểu Jamon, và các bạn thấy không? Mình cũng lại lấy bên keycap thôi. Set này hình như là 850 bên đó thì phải. Nhưng mà lúc bóc thì nhớ bóc cẩn thận nhé. Không lại rách như mình. Hơi bị buồn nhẹ. Thì đây là một cái set mà các bạn cũng quen quá rồi. Nhiều nút, nhiều phím các thứ. Và quan trọng là hơn cả nó có rất nhiều những cái nút function thêm để các bạn có thể chơi được nhiều layout. Ví dụ như là layout phím cách chia ra này, hay là các bạn cũng có cả space màu khác, màu đỏ, đô, kiểu kiểu vậy. Rồi, thế thì cái set này nó là nhựa ABS double shot. Và nếu như các bạn kỹ tính một chút xíu á, thì có một vài những ký tự chỗ này này. Đó, ví dụ như phím này phải chữ backspace này, chữ B logo, chữ B, A, C, K này, backspace này, nhìn khá là xấu. Đây cũng là hàng clone, nhưng mà con này là nhựa ABS, nó sẽ khác so với cái set Samurai hôm trước mà mình chia sẻ, so sánh với cả hàng real á. Cái set đấy là set sử dụng nhựa PBT. Thì ngay từ nhựa ABS và nhựa PBT thì nó cũng đã có cái sự khác nhau về cái mặt âm thanh khi các bạn gõ xuống rồi. Một cái thì nó sẽ theo thiên hướng trầm hơn một chút xíu, một bên thì nó sẽ theo thiên hướng hơi đanh. Nhưng quan trọng hơn cả là nhờ có cái nhựa ABS thì nó lên màu được những cái màu như thế này rất là đẹp. Màu này là một trong những màu nghe nhiều anh em bảo khó lên lắm. Mình quay không biết có lên ổn hay là không. Ở đây, một màu đỏ tươi này. Đó, nhìn rất là ưng, nhìn rất là ok. Màu trắng cái thứ thì không nói gì rồi. Đó, nên là cơ bản đây là một cái set mà các bạn có thể thấy là cái màu sắc lên rất là ok. Đó. Còn đây là mình cũng có một cái set khác. Set này là set SA, gọi là Ferrari.
Đấy, set này, set full của nó tới khoảng 1,7 triệu cơ. Trên keycap cũng có bán đấy. Thì các bạn thấy này, cái profile gọi là keycap ấy, thì nó khác biệt rất rõ giữa cái độ cao của những cái switch. Ví dụ ở đây cùng là chữ E, các bạn thấy chưa? Cùng là chữ E mà các bạn thấy cái độ cao nó chênh nhau nhiều chưa? Quá nhiều luôn. Thế nên là SA nó rất là cao. Và đây mới chỉ là R2 thôi nhé. Còn R1 của nó là còn cao hơn nhiều nữa cơ. Ví dụ như là hàng F1 đây. Đó, F1 đây. Các bạn nhìn nè, Cherry và SA này, F1 này. Đó, quá khác biệt luôn đúng không? Và cái độ cong của cái bề mặt bàn phím này nó cũng sẽ rất là khác. Và các bạn cũng hiểu là nó cao như này, to như này thì cái cảm giác gõ lúc mà các bạn để tay nó cũng đã khác nhau rất là nhiều. Và quan trọng hơn cả nữa là cái tiếng khi các bạn tạo ra nó cũng khác nhau rất là nhiều. Con này thì nó là hàng clone, mình nói luôn là hàng clone. Nhựa cũng là nhựa ABS, nhưng mà clone thì cũng có clone zip và clone rát. Và các bạn cũng thấy là nó dày mức độ như nào, cái phần nhựa nó dày mức độ là như thế nào. Nghe chưa? Con này là bao nhiêu? 1,7. Con này thì bao nhiêu? 2,2. Đó, những cái phím khác cũng thế. Nghe không? Nên là cái lượng nhựa nó rất là nhiều. Và như thế cho dù nó là ABS, nhưng mà con này vẫn mang cái âm nó trầm hơn so với cái việc ABS này. Đó. Nói chung là lát nữa mình lên phím mình sẽ cho các bạn thấy. Còn bây giờ để mà nói về cái việc mà gõ thì profile Cherry này, các bạn để thấy một điều là nó rất là thấp. Con này đi, nhìn bên này cho dễ. Đó, nó rất là thấp. Đó, thế nên là các bạn có thể lướt tay một cách rất là dễ. Trong cái đó nếu như các bạn sử dụng SA kia thì cái profile nó rất là cao. Đây, thấy này, rất là cao. Đấy, nên là cái việc mà các bạn phải với tay nó sẽ nhiều hơn. Và đương nhiên là gõ mà với tay nhiều thì có thể nó sẽ mỏi hơn và nhiều người sẽ cần phải thêm một cái kê tay để phần tay của chúng ta có thể với lên được những cái hàng ở trên nhiều hơn. SA thì mình thấy có nhiều bạn thì hay chơi 65%. Tại vì như thế thì hai cái hàng R1 này nó chỉ có một hàng thôi, nó sẽ đỡ phải với hơn. Thì đấy, tùy gu thôi. Mình thì mình gõ hoài con set này rồi, các bạn biết từ lâu rồi mà. Chẳng qua set này mình mới lắp lên thôi, mình thấy cái màu này cũng đẹp vãi chưởng, hợp với cả phần cây này. Mà nói thật là cái này nó trùng với màu cây hơn. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Rồi, còn bây giờ để nói về âm thanh nhá, mình sẽ test này. Đó, R này, R ở đây nhá, mình sẽ cho các bạn nghe thật rất rõ cái âm thanh này. Đây nhá, nghe này. Để mic ở xa nhá. Đó. Thử tiếp hai con khác nữa ở hai vị trí khác. EO. À, sorry anh em, là hôm nay mình sẽ không cho các bạn nghe cái tiếng phần stop rồi nhé. Tại vì stop này mình không ưng lắm. Bây giờ nó hơi nát rồi. Rồi, sau đây các bạn nghe tiếp này. Đó. Gần mic hơn này. Đó, các bạn nghe thấy rõ sự khác biệt nhau nhiều như thế nào khi mà mình thay bằng Cherry ABS sang SA ABS hay là chưa? Đó. Đây, đau hết cả tay. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp full lại set và sau đó mình sẽ sound test nhé. 5 minutes later. Rồi, bây giờ sẽ là sound test nhé, các bạn thấy LED viền này. Đấy, uy tín. Rồi, mic sẽ để vị trí quen thuộc. Ok, yên tâm, mình đang làm một góc để mà sound test riêng rồi, anh em đợi đi. Đợi đi. Rồi, thôi kệ, mình cứ cho các bạn nghe tiếng space nhé, tuy rằng space bây giờ nó khá cùi. Đấy, thậm chí mấy cái này là mình đệm hơi dày này.
Không nghe thấy tiếng switch đâu luôn. Ok, rồi, các bạn nghe tiếng switch này. Đánh không? Đánh vãi luôn. Bây giờ sẽ là sau test 1 phút mình hay sử dụng nhá. Ok, bây giờ sẽ đổi sang SA nhé. Ta-da! Đó, lắp lại xong rồi các bạn thấy không? Màu đỏ này nó mới gọi là trùng 100% không? 96,69% so sánh với cái màu cây. Nên đây vẫn là cái bộ mà mình yêu thích nhất khi mà lắp vào con KBD75 này. Và kiểu một thời gian mình gõ quen nữa. Thích lắm các bạn. Và quan trọng là lắp cái Space SA vào ấy. Cái tiếng nó khác hẳn so sánh với Space của Cherry. Đó. Các bạn nghe này. Lắp 6 ấy. Tại cái lúc mình hàn con này là mình chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Hồi đấy cứ tưởng là end game. Anh cái đâu end con này xong một đống con khác. Rồi bây giờ sẽ là sau test nha, sau test về SA. Đây là cái tiếng mình thích nhất này. Rồi các bạn nghe này. Ok. Dạo này có quen Cherry thì không biết có SA có quen được không. Các bạn thấy nó khác hẳn so sánh với Cherry SA kia đúng không? Đó. Các bạn thấy sao? Về con phím có thể nói là end game này của mình. Thực ra bây giờ con này thì mình mang hơi hướng đến mình trưng nhiều hơn. Đấy là mình gõ. Thực ra lâu lâu mình vẫn gõ. Tuy rằng Space này thì nó không phải là gọi là mắc ngon nữa, nhưng mà thực ra thì mình vẫn thích gõ trên cái con này. Tại vì một phần là con này là tốn rất nhiều công sức của mình. Nên là mình quyết định là con này chắc là không bán đâu, trừ khi được giá. Đùa đấy. Bên cạnh đó thì các bạn thấy từ cây này, từ switch này, từ keycap này, mọi thứ đều đồng bộ với nhau. Ở đây rõ ràng là một trong những con mà thực sự là nó quá hợp gu của bản thân mình. Đỏ, 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 đỏ. Bao giờ mà tìm được cái dãy gọi là R1 này mà full đỏ nữa. Đấy, chắc là mình cũng kiếm mình thấy luôn. Nhưng mà làm sao cho nó phông nữa, hợp với cái này một chút xíu nữa thì nó mới đẹp. Vậy các bạn thấy sao về con phím end game này của mình?
hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và các bạn cũng có thể thấy đó, trong cái video này các bạn có thể thấy cùng case đúng không, cùng switch, cùng staff, cùng mọi thứ, mà mình chỉ thay cái cây cáp ở đây thôi. Nó là hai cái profile khác nhau, độ dày khác nhau, và quan trọng hơn cả là cùng là nhựa ABS, nhưng nó cũng đã mang lại những cái âm thanh rất là khác nhau khi mình gõ. Đương nhiên cái vấn đề mà nhiều người hay bàn đến cái profile ấy, thì nó sẽ thay đổi cái kiểu để tay thì cảm giác gõ nó cũng khác. Nhưng mà rõ ràng là ngay từ cái độ dày này, từ cách hoàn thiện này, sau đó là từ cái việc mà cái độ cao, độ dày các thứ, thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái âm gõ. Thế nên là đôi khi á, nhiều bạn cứ muốn là build âm theo cái kiểu này kiểu kia, thì nó phụ thuộc vào cực kỳ nhiều yếu tố, và cây cáp cũng là một trong số đó đấy các bạn. Nên các bạn hãy cân nhắc trước khi build theo cái kiểu nào nhá. Nói chung cái này, cái thế giới bàn phím cơ custom này nó rộng lắm, nên là các bạn phải trải nghiệm các bạn mới tìm ra được cái chân lý của bản thân thôi. Chứ bây giờ bảo là build cái này build cái kia thì rất khó để mà trả lời. Nên là nếu được hãy cố gắng tự trải nghiệm nhé. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye. Nhớ tham gia Đậu Phím Cơ để mà thảo luận nhé. Chuyển sang group kín nữa đấy.